Chào mừng các bạn đến với kênh Lấy Chết của anh Phiên. Sau đây xin mời các bạn cùng thưởng thức 4 câu đố cờ vua tiếp theo. Đi vào câu đố đầu tiên, câu đố số 27. Câu đố này mình đã thách đố các bạn trong đoàn thu hút. Nội dung câu đố là: trắng đi trước và giành chiến thắng. Trong ván cờ này thì lực lượng hai bên cân bằng, nhưng thế công của trắng là vô cùng mạnh mẽ. Ngay lúc này tượng đen đang bị xe trắng ghim. Trắng có hai phương án chính. Phương án thứ nhất là tượng ăn F8. Để tránh bị chiếu mở mất hậu thì đen có hai sự lựa chọn. Nếu vua H7 thì mã trắng G5 chiếu, buộc vua trở lại H8 hay G8. Tượng H6 sát cục. Nếu hậu C7 tấn công xe D8, ngăn tượng chiếu mở bắt hậu, trắng tiếp tục đi mã G5 kiểm soát ô H7. Đen không thể phòng thủ nước chiếu mở tượng H6. Quay lại quán cờ thực chiến, thay vì sử dụng tượng thì bên trắng lựa chọn phương án dùng xe ăn tượng F8 chiếu. Vua đen có hai sự lựa chọn. Nếu vua đen đi H7, mã G5 chiếu, vua đen có hai cách để đi tiếp. Nếu vua đen G7 thì xe trắng G8 chiếu hy sinh xe. Vua không thể F6 vì sẽ bị hậu D8 chiếu. Hậu đen cũng không thể cản vì mất hậu. Nhưng vua đen cũng không thể đi H6 vì bị tượng F8 sát cục. Cho nên ở đây vua sẽ bị thu hút ăn G8. Hậu D8 chiếu, buộc vua G7. Tượng F8 chiếu, buộc vua H8 hay G8. Tượng H6 sát cục. Nếu ở đây vua đi H6, xe H8 chiếu, buộc vua trở lại G7. Xe trắng H7 chiếu. Nếu vua G8, hậu D8 sát cục, nên vua đi F6, hậu trắng lại D8 chiếu, buộc hậu E7 cản chiếu, tượng ăn E7 sát cục. Quay lại ở đây, trong thực chiến vua đen đã đi G7, xe tiếp tục đi G8 chiếu, đen có 3 sự lựa chọn. Nếu vua đen H7, mã G5 chiếu. Nếu vua đi H6, tượng F8 sát cục, nên vua ăn G8, hậu D8 chiếu, buộc vua G7, tượng F8 chiếu, buộc vua trở lại H8 hay G8, tượng H6 sát cục. Nếu vua đen đi F6, hậu D8 chiếu, vua không thể qua E6 vì bị mã G5 sát cục, nên buộc hậu đi E7 cản chiếu. Hậu ăn E7 hết cờ. Nếu vua đen bị thu hút ăn G8, hậu D8 chiếu. Nếu vua H7 thì mã G5 chiếu, đen đi đâu cũng sẽ thua. Còn trong thực chiến bên đen lên vua G7, tượng F8 chiếu, đen buông cờ chịu thua. Còn nếu chơi tiếp, nếu vua đen H8 hay G8, tượng sẽ H6 chiếu mở kết hợp với mã G5, đen không thể chống đỡ. Nên ở đây vua đi H7, mở G5 chiếu, đẩy vua xuống G8 hay H8, tượng H6 sát cục. Sau đây là danh sách các bạn có đáp án đúng cho câu đố số 27. Sang câu đố số 28. Câu đố này mình đã thách đố các bạn trong video đoàn tấn công tiêu gương nghen. Nội dung câu đố là: đen đi trước và giành chiến thắng. Trong thế cờ này thì quân lực đang cân bằng. Đen đi trước sẽ chơi xe H3 tấn công hậu. Nếu xe trắng G3 thì xe ăn G3. Hậu ăn G3 sẽ mất xe A4. Trắng bất lợi. Nên ở đây trắng sẽ chạy hậu E2 vì còn phải bảo vệ xe A4. Đến đây bên đen tung đòn sấm sét là hậu A4 chiếu. Nước cờ vừa đánh ra bên trắng đã buông cờ chịu thua. Vì nếu chơi tiếp, trắng có hai sự lựa chọn. Nếu vua B1, xe đen đi H1 chiếu, buộc hậu E1 cản chiếu. Đen không ăn hậu mà dùng hậu ăn xe A4, gây áp lực lên hậu trắng. Trắng gặp nhiều bất lợi. Còn nếu xe trắng ăn A4, sẽ dính đòn tiêu gương ghen của đen.
vì sau đó xe đen sẽ ăn A4 chiếu, buộc vua B1, xe đen H1 chiếu, trắng không thể cản. Sau đây là danh sách các bạn có đáp án đúng cho câu đố số 28. Tiếp theo là câu đố số 29. Câu đố này mình đã thách đố các bạn trong video đòn xích quăng. Nội dung câu đố là đen đi trước và giành chiến thắng. Trong hình cờ này, đen đi trước mà chơi xe G1 thì vua H3. Còn nếu tốt H4 thì vua ăn H4. Xe đen D2 mời đổi xe thì hậu F1. Cho dù mắc tốt H2, trắng vẫn chống đỡ được. Nên ở đây đen sẽ đi một nước đợi là xe C1, khiến trắng bị rớt quân. Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương án của trắng để thấy sự lợi hại của nước đi này. Các bạn thấy, hậu trắng đang bảo vệ xe F3, ô gập, tốt D4 nên di chuyển sẽ bất lợi ngay. Ví dụ hậu D2, B2 hay A2 thì xe G1 chiếu, vua chạy sẽ mất xe F3 ngay. Nếu hậu E2 thì hậu G1 chiếu, trắng mất tốt D4. Còn nếu hậu E3 thì xe G1 chiếu, vua không thể H3 vì hậu G2 và G4 sẽ sát cục. Nên buộc vua H4, xe G4 chiếu, buộc vua H3, hậu G2 sát cục. Vì vậy khi hậu di chuyển thì chỉ bảo vệ tối đa hai vị trí, một vị trí còn lại sẽ bị đen khai thác. Sang phương án 2 là trắng di chuyển xe. Nếu xe A3 thì xe đen F1 đuổi hậu, sau đó đưa hậu G1, trắng dễ bị mất xe. Nếu xe D3, xe đen sẽ C3 mời đổi xe, để tốt ăn C3 đe dọa phong cấp. Còn nếu không đổi xe mà đi hậu E2 giữ xe, thì hậu E4 mời đổi hậu luôn. Còn nếu xe đi E3 để hậu giữ, thì tốt H4 chiếu, vua ăn thì hậu trắng không thể giữ xe và H2 được. Nên buộc vua H3, hậu đen D1 đe dọa sát cục. Vua gập thì tốt H3 chiếu, vua trở lại H3 thì hậu G4 sát cục. Nếu xe trắng ăn thì xe C2 ghim bắt chết hậu, hay dùng xe ăn xe H3, đen chiếm ưu thế. Phương án thứ 3 là vua di chuyển H3 hay H4 đều bị xe C2 tấn công hậu. Hậu ăn thì mất xe và bị sát cục nhanh thôi, nên hậu lùi về G3, xe G2 bắt hậu, hậu chạy thì xe G4 sát cục. Sau đây là danh sách các bạn có đáp án đúng cho câu đố số 29. Cuối cùng là câu đố số 30. Câu đố này mình đã thách đố các bạn trong đợt video đòn trung gian. Nội dung câu đố là trắng đi trước và giành chiến thắng. Đến đây là một bước ngoặt lớn của trận đấu này. Nếu bên trắng tấn công không sắc bén thì bên trắng sẽ bị thua ngay lập tức, vì hậu đen đang đe dọa ăn H2 sát cục. Trắng đi trước phải chiếu vua hoặc cản hậu không thì nguy. Vì vậy trong ván cờ thực chiến, trắng chọn phương án đi tượng F4. Nước cờ này có hai cái lợi. Thứ nhất là cản hậu sát cục. Thứ hai khiến hậu rời ô C7. Hậu đen không thể ăn F4 vì sẽ bị hậu trắng F7 sát cục ngay. Nên ở đây để phòng thủ ô F7, đen có 4 phương án chính. Nếu hậu D7, tượng trắng D6 chiếu, hậu cản thì mất hậu. Hậu ăn D6 thì bị hậu F7 sát cục. Nếu hậu E7 thì tượng trắng cũng D6 ghim hậu, buộc hậu ăn D6, hậu trắng F7 sát cục. Nếu tượng đen C4 bắt lại hậu trắng, hậu B4 chiếu, đen không muốn mất hậu nên buộc chạy hậu. Nếu đi hậu E7 cản chiếu, tượng D6 ghim hậu và đen cũng mất hậu. Còn nếu đi hậu C5 cản chiếu thì tượng cũng D6 tấn công đôi vua và hậu, đen cũng mất hậu.
Trường hợp cuối cùng là hậu đen C4. Đây cũng chính là phương án mà trong ván cờ thực chiến đen đã lựa chọn. Khi đó trắng không đổi hậu mà qua xe C1, ép hậu đen ăn hậu B3. Trắng không ăn xe C8 liền mà đi một nước cờ trung gian là tượng D6 chiếu. Đen buông cờ chịu thua vì nếu chơi tiếp buộc vua G8. Sau đó trắng ung dung lấy xe ăn C8 chiếu. Tượng E8 cản chiếu thì xe ăn E8 sát cục. Sau đây là danh sách các bạn có đáp án đúng cho câu đố số 30. Cảm ơn tất cả các bạn đã gửi đáp án cho câu đố. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.